Thưa đại chúng, thật sự ra đó thì mình có hai phần. Con người mình nó có cái tinh thần và cái thể xác. Cái tinh thần mà nó vui á, thể xác nó khỏe. Cho nên thí dụ quý vị tu mà quý vị có niềm vui á, là quý vị sẽ bớt mệt. Và thậm chí có những người không mệt. Tại vì thường thường á, quý vị thấy á, khi nào mình rầu là bao tử nó đau. Nếu ai có cái chứng đau bao tử, lo rầu là bao tử nó đau. Mà thậm chí buồn lo là ăn không được, nó no cả ngày không thấy đói. Cho nên cái tinh thần á, tại sao nó gọi là thần? Bởi vì nó quyết định mọi cái vui buồn trong cuộc sống, cho nên gọi là tinh thần. Cái đó nó tinh vi lắm, nó rất là thần diệu. Trời ơi, mình đang giận người đó mà người đó xin lỗi mình tiếng thôi, người đó gửi cho mình một cái nhắn tin thôi, người đó gửi cho mình một lời xin lỗi thôi, hết giận liền. Và thậm chí mình đang bực người đó, người đó nói ngọt một câu thôi, trời ơi chị giận lên nó nhìn cũng đẹp. Cái là quên, tinh thần nó lên liền. Cho nên ta kêu là lên tinh thần. Cho nên mình mà suy nghĩ nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Con người có ba cái gọi là tam bảo của bản thân con người: tinh, khí, thần. Cho nên cái người tu của mình là luyện. Dĩ nhiên mình không chủ trương, nhưng mà khi mình tu tập đúng là cái đó nó đủ. Cái khí mình nó đủ, cái lực mình nó đủ. Quý vị tụng kinh á, đừng có tụng nhỏ, tụng lớn để cho cái khí mình nó phát triển. Nhưng mà nếu mình lớn, lớn cũng vừa vừa thôi. Chứ không phải mình nghĩ là cái phổi mình nó to rồi cái mình ác hết thì lúc đó làm sao? Nó ác mà nó không phải là cái thời tụng kinh nữa. Nên tụng kinh phải tụng lớn lên. Chí tâm đành lê, mình cái âm mình phải phát ra thì từ từ mình mới có giọng. Không phát ra âm sao có giọng? Thế nên mình tụng kinh vậy. Thành ra cái mà mình cái này nè, mình phải sử dụng lâu ngày nó mới không có bị ngủ. Cho người Mỹ ở đây, người già đó, cho dù mình vô nhà già ở thì ở trong cái chương trình của nhà già, của dưỡng lão, phải có những người cho mình những cái activity, những cái sinh hoạt của người già. Cho nên ở đây có những cái chỗ mà chơi bingo á, không phải là người ta ghiền cờ bạc đó vô, mà chỗ đó để cho người già hoạt động cái não. B25, Y19, để cho cái người già họ hoạt động con mắt, hoạt động cái não, hoạt động cái lỗ tai. Chơi vui thôi, 25 sen thôi. Thì mình ở đây cũng vậy. Thí dụ quý thầy gặp ông quý vị, à tôi nhớ có ông thầy nào, ông thầy nào đó. Thôi mệt quá thầy chùa được rồi. Không nhớ tên. Đông quá. Cho mình phải tập mình nhớ. Nhớ bài kệ đắp y. Thí dụ như bây giờ lỡ trường hợp mà quý vị quên bài kệ đó, đây là lỡ thôi nha, chứ đừng lợi dụng. Lỡ quên bài kệ đắp y thì cầm cái y lên: Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ Tát. Còn nếu ghi vô liền á, câu này có bộ được á. Phải học cái bài kệ: Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Mình đọc như vậy cái tự nhiên cái hạt giống nó rơi vào. Tự nhiên mình nghe cái gì đó, duyên may nay được đắp, cái câu đó thôi nó làm cái tinh thần mình phấn chấn lên. Ồ, như vậy mình may mắn lắm mới được đắp. Chứ không phải trời ơi cái gì mà nó lụm thụm quá, quấn đại cái cho rồi. Những vị nào mà lần đầu tiên đắp tới đắp lui, sao cái này nó luộm thuộm quá đó.
đừng khởi. Nếu mà lỡ khởi rồi không sao, để mình mới đầu. Nhưng mà lâu ngày rồi đừng khởi tâm đó. Duyên may nay được đó. Nhiều người muốn lắm, mà thậm chí nói theo ngoài đời là thèm lắm, thèm được đi tu lắm, thèm được ngồi trong pháp hội lắm, mà đâu có đi được. Bởi vì sao? Duyên không có đủ, thiếu một chút này, thiếu một chút kia. Thành thử thưa đại chúng, không phải bình thường. Khóa tu nào cũng có những người đăng ký xong rồi hủy là vì duyên sự gia đình. Cho nên duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu, thì bất cứ cái gì chúng ta làm trong những ngày này đều là căn lành trồng sâu hết. Cầm bát nè, ví dụ như mình cầm cái bát á, là chúng ta phải để cái tay trái ở dưới cái đáy bát, và cái tay phải chúng ta che cái miệng bát. Đó là cái phong cách ôm bát của chư Phật, của người xuất gia. Cầm bát cơm thì này cũng giống như mình ôm bát ở nhà rồi. Rồi mình ôm, mình cầm cái đây, nâng cái đáy bát lên bằng tay trái để. Rồi con mắt của mình phải nhìn xuống đi. Mình nhìn xuống, mình để ý cái bước đi của mình. Ví dụ như hồi trưa lên thiền hành, cái tọa cụ bộ đoàn lẽ ra là các vị bên ban hành được ban hương đăng á, cất cái bộ đoàn đi để cho tọa thành cái tọa cụ thôi, đi cho nó đỡ vướng. Nhưng bây giờ lỡ người ta để luôn rồi thì cái bước chân của mình chánh niệm, mình quẹo như thế nào, mình đi như thế nào mà không dẫm đạp lên cái đó, không có lấy chân khiều hất. Thật sự ra cái đó đó của mình cũng có thể quán chiếu. Cuộc đời của chúng ta đôi khi cái bước chân mình đi, bước chân nào nó cũng gai góc, chứ không phải bước chân nào nó cũng dễ dàng như mình nghĩ đâu. Cho nên cái bài kệ đó nó nuôi dưỡng mình. Cái bài kệ nó nuôi dưỡng mình và nó làm cho cái tinh thần này nó phấn chấn lên. Mấy ngày nay tôi mệt lắm đó. Chắc không chừng tôi xin Phật tôi tu nửa buổi thôi, nửa thời thôi. Cái tinh thần mình nó xuống. Và nếu mà đó là chưa nói, mình gặp ngoại duyên ngoại cảnh. Ngoại cảnh là thời tiết nè, nóng lạnh bất chừng nè. Ngoại duyên là những người xung quanh. Có nhiều khi người ta làm mình buồn, người ta làm mình giận, người ta làm mình hờn, người ta làm đủ thứ hết. Cái mình cũng muốn mình thôi. Tôi tưởng đâu tới khóa tu hạnh phúc lắm, vui vẻ lắm, ai ngờ cái này thế kia. Đây là Pháp Hòa nói, là Pháp Hòa nói hờ thôi, để cho đại chúng biết rằng khi chúng ta tu tập, khi mà chúng ta tu tập đó, là chúng ta phải biết rằng nó không phải đơn giản, mà nói chung không phải chuyện tu hành. Bất cứ chúng ta làm gì trong cuộc sống này, không có cái gì mà chúng ta cầm lên cái là nó được liền hết. Nó đều phải có cái sự chú tâm, để ý và luyện nó. Đơn giản như cầm cái dùi thỉnh vô cái chuông. Nhưng mà nếu cái người không học, không gì hết trơn, là cứ cầm dện một cái bóp thôi, họ nghĩ rằng miễn ra tiếng là được. Nhưng mà với cái người mà người ta tu tập thì cầm cái dùi như thế nào, để cái dùi mình vô cái chuông như thế nào, mà phát ra cái tiếng như thế nào. Bởi vì cái tiếng chuông đó phải phát ra mà làm cho người nghe thanh thoát, chứ đâu phải đơn giản. Bất cứ làm cái gì, không có cái gì mình tự động mình đụng vô mà nó thành hết, mà nó đều có cái chú tâm ở trong đó, để tâm để ý trong đó. Vậy thì chúng ta tu tập để gom cái đó lại. 10 ngày này quý vị không còn nhớ cái gì ở thế gian nữa hết. Gom cái đó lại để nó nuôi dưỡng mình. Để đủ 10 ngày này xong rồi mình về, mình còn mấy trăm ngày kia, cả trăm hơn ngày kia, để mình dùng cái năng lượng này. 10 ngày này là mình huân tu. Cho nên một cái tinh thần đó. Rồi thí dụ mình cầm bình bát lên, bình bát của Như Lai
dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Thì cái câu đó làm cho cái tinh thần mình phấn chấn lên. Nhớ là ăn chén cơm này không phải chỉ để no bụng mà thôi, mà còn giúp cho mình tu để nuôi lớn chánh trí. Chánh trí là gì? Là trí tuệ chân chánh của bát chánh đạo, gọi là chánh huệ, chánh chứ không phải là tà tuệ, không phải là chánh tà tư duy, mà là chánh tư duy. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí. Ứng lượng khí tức là cái dụng cụ để mình đo lường cái sức ăn của mình. A measurement. A bowl is a measurement instrument. Mình ăn sức mình bao nhiêu, lấy bao nhiêu. Xin giữ để nuôi thân. Xin giữ cái thức ăn đó để nuôi thân. Thì cũng giống như mình giữ cái pháp Phật để mình nuôi tâm. Cho quý vị thấy bài kệ đáp y, bài kệ cầm bát. Rồi sáng ra đó, đúng ra là tóc mình cạo sạch rồi là khỏe ru rồi. Nhưng mà giờ mình chỉ nhá kéo thôi, thành thử ráng sáng ra nó cũng rối. Mặc dù đi tu mà cũng có cái lược. Tuần rồi khóa tu mấy em nhỏ, năm nay khóa tu các em nhỏ đông nhất trong mỗi năm, 130 em. Thì có một em đó, nó qua nó dự khóa tu, mẹ dẫn mấy đứa con đi mà gấp quá quên đem cái đồ sấy tóc. Rồi sáng ra cái cổ rủi vô, Pháp Hòa đang ngồi, cổ nói nhỏ: thầy con xin lỗi thầy, con làm phiền thầy buổi sáng, thầy cho con mượn máy sấy tóc. Khi mà cổ hỏi là thầy cho con mượn máy sấy tóc là trong đầu cổ very sure you have it. Nghĩa là cổ chắc chắn thầy có, cổ mới hỏi câu đó. Chứ phải chi mà cổ nhẹ nhàng cổ hỏi thầy có không cho con mượn. Thầy còn đỡ phải không? Thầy cho con mượn máy sấy tóc, nghĩa là con chắc thầy có đó. Có một lần một Phật tử tới chùa Trúc Lâm. Rồi tới xong rồi cái nửa khuya cái lấy cái phone tay gọi vô phone chùa. Mà ở dưới lầu chứ đâu, ở dưới basement thôi. Mà sợ lên gõ cửa thầy làm phiền, gọi lên chùa hỏi: thầy cho con mượn cái lược. Thiệt sự ra quý vị không phải cố tình chọc quê thầy, nhưng mà quên, cứ tưởng là thầy có everything. Cho nên người tu mình có những cái không có, và cái những cái chúng ta có. Cái chúng ta có là gì? Có cái không cầu. Cái đó nó nằm ở trong 7-8 thứ mà người tu không nên có. Người tu nên có 8 cái không. Cái không thứ nhất gọi là vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Mà cái chữ vô cầu đó, nó không có nghĩa là cứ ngồi chơi thì đừng cầu gì hết. Không phải. Chúng ta làm tất cả nhưng mà không vướng cái gì hết, không cầu nó phải có cái gì hết. Ví dụ như ngày xưa Luận Ngữ có câu, Luận Ngữ của Khổng Tử: quân tử thực bất cầu bảo. Người quân tử ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Ví dụ mấy ngày nay không phải là do các vị nấu ăn thiếu, mà tại mình ăn nhiều. Nói vậy cho đỡ quê. Thưa đại chúng, là ở trong bếp á, mình có một cái xửng nấu, một cái lò nấu cơm, 10 xửng, 10 cái tray. Một lần nấu khoảng 1 tiếng là ra 10 tray đó. Mà 10 cái tray đó có thể ăn vài trăm người, 700-800 người.
Mà mình ở đây á, hiện tại bây giờ số lượng không, số lượng á, có những ngày 700 cũng có, 650 cũng có. Mà hồi sáng này là double lên. Một mấy khóa trước á, 18 trê ăn hai bữa, tại vì mỗi bữa ăn có 4 trê à, 4 mâm thôi. Bữa nay là hồi sáng là 20 mâm mà cũng không đủ. Nhưng mà thưa, tại sao biết không? Lỗi là cái người nấu ăn. Nấu ngon thì ta mới ăn nhiều. Mình ăn cơm thì Pháp Hòa biết là hồi trưa Pháp Hòa ra là Pháp Hòa giải quyết. Chờ bữa nào cũng tranh thủ, dù đang bận công việc nhưng mà tranh thủ ra để coi cái gì nó xảy ra là mình phải giải quyết liền. Thì hồi trưa là còn khoảng một dãy bàn, 50-60 người đang đứng chờ. Nhưng bây giờ nếu mà chờ cơm ra, chờ thức ăn ra, không bắt quý, không lẽ bắt quý Tôn Đức đứng chờ. Mà tội nghiệp nhất là cái người đứng cầm bát không mà ngó người ăn á. Lúc đó cái tinh thần mình nó phải lên liền. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mời hết tất cả các vị nào mà chưa có thức ăn ngồi hết vô dãy bàn. Ngồi xuống. Ngồi xuống để cho đằng này ta làm việc là các vị đã có cơm rồi, bắt đầu cúng dường, bắt đầu vào thời khóa. Rồi một lát sau là các ban hành đường, ban trai soạn tự bới thức ăn để trên bàn cho các vị thiếu đó. Mình không nhất thiết phải chờ đủ. Tức là quý vị làm việc là quý vị phải giải quyết nhanh gọn cái nào nó tiện lợi. Thí dụ như bây giờ mình biểu các vị ngồi xuống rồi mình bưng tô nước, tô phở nước ra vì sợ nước nóng. Nhưng mà cái đường nó chật quá, làm sao mình chen chân vô mấy cái dãy kia. Thử lần đầu rồi không được là phải đi lần thứ hai là cách khác. Vị nào tới cầm cái tô của mình đi vô chỗ luôn. Chứ bây giờ các vị ngồi xuống hết ban hành đường phải bưng, mà chỗ đâu mà chén chân. Bây giờ cái trai đường nó nhỏ mà không còn chỗ, nó lâu còn hơn nữa. Thì cái này không được thì mình phải qua cái khác. Quân tử thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Hồi nãy có một cô tội lắm, thấy Pháp Hòa đi ra, cái cổ đi ra trễ, cổ sợ Pháp Hòa là rầy. Cô đính chánh liền, còn lại ấp tấm lầu. Mà thôi giờ hỏi ăn cũng sao, nó không, cô cứ qua cô ăn đi, bên kia còn, bên kia mới bắt đầu thôi. Quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an. Ở không cần phải quá thù thắng sung túc, gọi là sang trọng, có chỗ ngã lưng là được rồi. Thật ra cái câu này nó có thể áp dụng cho mình trong những ngày này. Quân tử thực bất cầu bảo, cư bất cầu an. Lẽ ra mình đã có một khoảnh nằm đất á, mà bây giờ mình được cái ghế bố là ngon lành rồi. Mình đó một cái tấm trải dưới lưng để nó đừng có lạnh lưng là quý rồi. Đúng ra là bây giờ đầu mình phải cạo để cho nó lạnh cái mỏ hiền chơi. Người tu làm gì có mỏ ác. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Đây là nói người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu sang trọng sung túc. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Mẫn là gì? Là siêng năng cần mẫn, siêng lắm, làm việc nhiều lắm, nhưng vẫn thận trọng lời nói. Tại sao? Tại vì con người của chúng ta thường mắc phải một cái lỗi là làm nhiều là tự cao. Mà cái tự cao ở trong lòng mà có rồi là cái cao giọng nó cũng ra đó. Cho nên cái người làm việc siêng năng, làm việc nhiều mà giọng không cao ngạo, có đồ quý lắm. Mẫn ư sự nhi thận ư ngôn.
Thận là gì? Là thận trọng. Thận trọng cái lời nói tương đồng với sự siêng năng của mình. Cái người như vậy gọi là gì? Vô lượng công đức. Người đó gọi là phước đức hữu lậu, phước đức vô lậu đầy đủ. Tự hữu đạo như chánh yên. Tự hữu đạo như chánh yên là gì? Nghĩa là luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Ví dụ mình đắp y méo, nhìn qua thấy đạo hữu, cái vị đồng tu của mình đắp cái y đẹp, chỉnh cái y đó lên. Mình làm cái việc đó, mình thấy sao cái người kia ta làm hay, mình theo đó mình làm. Thì cái đó gọi là tự hữu đạo như chánh yên. Thì Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Làm được những điều trên được Khổng Tử gọi là người ham học. Thứ nhất, ăn không cầu no. Thứ hai, ở không cần sung túc. Thứ ba, siêng năng mà lời nói không cao ngạo. Thường thường mình mà làm được chút việc hay mình làm việc nhiều hơn ai hết là bắt đầu giọng mình sao? À, dây đàn nó lên. Mà nó hát những bài cao thanh không? Trời đất ơi, từ sáng giờ làm gì đâu. Tôi không đó. Đúng rồi, tôi không nghĩa là không có tôi. Chứ cái người mà siêng năng làm điều đó, luôn luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Làm bốn điều đó, làm bốn điều đó Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Là gọi là người khả vị. Khả tức là đáng gọi. Đáng gọi là người hiếu học. Hiếu học là ham học. Mình không có ham học, mình đâu có vô đây. Học cái ngồi thiền nè, học cái đi bát nè, học cái ăn cơm nè, học cái đắp y nè, học cái lễ lạy nè, học cái xưng hô nè, học từ sáng tới tối. Học đến khi nào mà mớ cũng thấy mình học. Còn mình mớ không thấy, trời ơi, đưa cái chén đó cho tôi. Tại mình đói bụng quá. Cho nên cái điều thứ nhất mà người tu có là gì? Vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Cái có từ sự vô cầu. Giống như là ngài trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm mà đừng có trụ vào cái gì hết. Bởi vì sao mà không trụ? Trụ là dính á. Tại vì sao? Tại vì nó thay đổi ào ào, nó thay đổi liền liền. Thì nếu tất cả cái gì mà nó có hình tướng nó thay đổi, thì cái gì mà nó ở yên đâu để mình trụ mình bám? Ngay bản thân mình, mình muốn trụ lại cái thời xuân trẻ lắm, nhưng mà không trụ được. Cứ đi dần dần mỗi ngày. Thưa đại chúng, 5 năm 6 tháng 7 ngày, ở tuổi 50 còn dám nói tôi sống được 5 2 năm chứ. Qua tới cái tuổi 60 là tính tháng. Qua tới tuổi 70 là tính ngày. Ở cái tuổi 80 là tính giờ. Còn qua tới 90 là tính khắc, tính giây. Tại vì 90 trở lên là giống như là dầu thì nó hết rồi. Mà cái tim dầu, tim đèn nó hút mớ dầu vô là xài cái số dầu mà nó còn dính trong cái tim đó. Thành thử ra nó có hút lên hết, nó có tắt lúc nào là có thể. 5 năm 6 tháng 7 ngày. Đó là cái câu ta nói để mình tính tuổi đó. Cho nên cái không cầu không có nghĩa là mình buông trôi, không có, không phải vậy. Nhưng mà ví dụ như mình có cái gì có, nhưng mà không có cầu một cái gì nó hoàn hảo hết.
Trong thời gian ở đây đó, nếu quý vị đến đây mà quý vị có những cái nhu cầu, những cái chuyện gia đình, chuyện gì quý vị cần gặp Pháp Hòa hay cần gặp quý thầy, để quý vị gọi là tâm sự riêng á, mình có thể gặp trực tiếp quý thầy để hẹn giờ. Như ngày mấy ngày nay tuy bận vậy đó, mà Pháp Hòa vẫn gặp một vài người đó, một vài vị là lên gặp Pháp, mà Pháp Hòa vẫn dành thời gian cho quý vị, gọi là cái giờ để mà mình tư vấn riêng đó. Để làm chi? Tại vì quý vị đi đến đây á, nếu những người mang tâm tu bình thường nó không nói, nhưng mà phần lớn những vị đến đây là đều mang một cái bầu tâm sự. Trước tu sau gặp ổng. Tại sao mà nói vậy? Tại vì vị nào vô cũng nói câu đó với Hòa hết á. Kỳ này con mục đích con qua, con tu, con thăm chùa, đồng thời con cũng muốn gặp thầy để thầy cho con một vài ý kiến. Nghĩa là mình đi một công hai ba chuyện tốt chứ có sao đâu, đỡ tốn tiền vé. Cho nên nếu mình thật sự cần thì mình có thể liên lạc để gặp. Nhưng mà nếu không có gặp được, không có giờ là mình thấy mình thôi, biết đâu chừng trong thời gian mình tu này nè, nó giải quyết hết. Tôi không cầu được mà do cái tu mà tôi chuyển được. Cho nên gần đây có một cái gia đình gặp nhiều những khó khăn, mà thậm chí có thể đưa ra tới tòa làm lớn lắm. Cuối cùng các vị đó liên lạc rồi Pháp Hòa nói đừng. Bây giờ nhà, cả nhà đang loạn, mà mình loạn nữa là sao? Cả đất nước này nó loạn. Thôi bây giờ quý vị nghe lời của quý vị thử đi. Bây giờ cả nhà đang loạn mà cái vị mà liên lạc với Pháp Hòa là một Phật tử, thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ mình lo mình tu. Mình thử mình tu đi, mình đem cái công đức lực của mình để mình chuyển hóa. Có nhiều khi á, ma lực á, mà mình lấy cái phàm phu lực của mình ra mà chuyển sao nổi. Ngày hôm qua có nghe Phật tử nó nói câu chuyện này nó vui mà giờ kể lại cũng có lý. Có một hôm nó kể, nó nói cái lần đầu tiên nó qua đây nó dự khóa tu á, thế này mà cái đêm đó nó ngủ ở Trúc Lâm á, mà nó ngủ ngay bằng linh á. Thì có một anh Phật tử đi ngang, nó ê mày dám ngủ ở đây hả, ở đây ma không á. Nói, anh đừng lo, mấy người này sẽ gặp một con quỷ. Tại vì đây mới ma của tôi quỷ. Thành thử nữa đại chúng là có nhiều khi á, Phật dạy trong kinh nào, nếu như mà mình ăn đánh trả đánh thì mình không phải là người xuất gia. Đây là người thế gian mà không nói ha. Nhưng mà nếu là một người đi tu, đi xuất gia rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, thì ngoài 250 giới ra, ngoài 348 giới ra, ngoài 58 giới Bồ Tát ra, vị đó phải thọ 4 điều mà trọn đời phải tuân giữ. Trong đó có một câu là trọn đời này người ta mạ nhục con không mạ nhục lại. Người ta đánh giết con không đánh giết lại. Cái đó gọi là tứ y đó. 4 điều mà phát nguyện của một vị xuất gia. Trọn đời này nương gốc cây, am lá, chùa viện mà ở. Tức là mình tu rồi thì mình phải nương. Ngày xưa là nương gốc cây, nương am tranh, vách lá. Thì bây giờ mình nương gì thêm chữ nữa? Chùa viện. Trọn đời này nương vào những cái vật thực hiền lành để chữa bệnh. Cho nên vô cầu, người tu phải có cái vô cầu. Mà bây giờ Pháp Hòa nói không cần nói người tu đâu, nói mình sống trong cuộc đời thôi. Nếu mình sống mà mình giảm đi cái mong cầu mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình đỡ khổ lắm. Cho nên nói ôi tôi cái gì cũng có, nhưng mà thiếu cái có vô cầu.
Bây giờ mình nên có thêm cái đó, có cái vô cầu. Thật sự khi quý vị, những người nào mà lần đầu tiên tới đây, quý vị đi tới đây là trong đầu quý vị chưa bao giờ tưởng tượng ra Tây Thiên ra làm sao, chỉ thấy hình ảnh thôi, không tưởng tượng Tây Thiên ra làm sao, và không tưởng tượng là mình tới đây mình sẽ như thế nào. Có nhiều khi mình tưởng tượng mình tới đây hen, vừa tới xuống xe hen, thầy trụ trì cũng đứng ngay cửa, ông welcome không. Ôi cha, rồi ông bắt tay. Rồi cái gia có mấy Phật tử hiền lành dẫn vô, niềm nở đãi mình tô phở. Trời ơi, tới hồi xuống thấy gì chứ. Ổng đâu mất tiêu rồi. Đúng đúng bệnh rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng ra, quý vị không tưởng tượng ra, hôm nào quý vị nghe cái bài giảng ở Cali, ở San Diego vừa rồi, thì Pháp Hòa có nói cái này nó liên hệ tới duy thức học. Có những cái mình chưa bao giờ thấy mà mình cứ diễn tả thôi, gì tưởng tượng thôi. Cái thứ hai, người tu có vô vi chi lạc. Hồi nãy là vô cầu chi hữu. Cái thứ hai là vô vi chi lạc. Có cái niềm vui vô vi. Vô vi là gì? Không cần phải làm bất cứ cái gì, tạo tác cái gì để vui cả. Ví dụ mấy ngày nay nè, đâu có ai đánh trống thổi kèn, hát hò ca nhạc gì cho mình nghe đâu mà kêu vui. 5 giờ sáng có ông thầy ông đánh kiển từ đầu trên xuống dưới. Không, rồi 10 giờ rưỡi ông lắc chuông báo đi ngủ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, Pháp Hòa gặp quý vị trên đường, Pháp Hòa đều hỏi 3 ngày nay ở đây có vui không? Có ngủ được không? Pháp Hòa, nhưng mà đừng có nể tình, tôi mệt muốn chết rồi tôi nói chẳng vui. Tức là cái niềm vui của mình mà không cần làm bất cứ điều gì mình vui, mà mình sống bình thường, nhàn nhã như vậy là vui. Cái hữu vi là cái mà mình có tạo tác. Ví dụ nè, bình hoa này là hữu vi nè. Nó có cái chế tác của con người. Cắt ra làm sao, ngắn dài làm sao, cắm xéo, cắm nghiêng làm sao. Bình hoa này là một cái hữu vi. Vì nó có cái tạo tác, cái chủ ý, cái bàn tay của con người tạo nè. Cái gì mà không do mình làm gì hết mà tự nó đi ra một cách bình thường, gọi là vô vị. Mà nhà Phật gọi cái đó là Niết Bàn. Không có còn, mình không có sanh khởi tạo tác gì nữa hết. Ngồi đâu cũng vui. Ngồi thiền cũng vui, ngồi ăn cũng vui, ngồi nghe Pháp cũng vui, ngồi bà Tám cũng vui. Thêm câu hơn, bà Tám vui hơn. Mình đâu có quy định cái chỗ đâu. Tự thứ lớp mà ngồi. Vô vi là cái chúng ta không cần tạo tác gì, cứ tu tập mà tự nhiên nó giải. Cũng giống như mình uống thuốc vậy đó. Uống thuốc thì cứ uống mà nó hết, mình đâu ép nó gì được. Có nhiều khi chỉ một viên thuốc mà hết bệnh. Có nhiều khi uống cả chai rồi mà vẫn không hết. Mà mình làm gì được với cơ thể này không? Thôi bây giờ phải vô vi với nó thôi. Phải niết bàn với nó thôi. Ho thì phải chịu mình ho. Giờ mình ngồi đây mình cũng niết bàn. Cho nên đó, chữ nirvana đó, chữ nirvana là tiếng Phạn, chữ nơ là no, vana là negatives.
Bất cứ lúc nào trong tâm mình không còn một cái negative, một cái tiêu cực, đó là Niết Bàn. Cho nên người chư tổ đã dịch chữ Niết Bàn là, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Khi nào mà độ được phiền não là mình dứt được sanh tử chứ gì đâu. Phiền não mình không độ được thì mình buồn vui cả ngày. Mà buồn vui cả ngày là sanh tử. Cái ý nghĩa sanh tử trong Phật giáo nói là buồn vui hờn giận lên xuống cả ngày, luân hồi sanh tử cả ngày, chứ không phải là đợi chết với luân hồi sanh tử. Hồi nãy tôi đứng sắp hàng, tôi đếm rồi, tôi là người thứ 5, tới tôi là chén chè đó còn ạ. Trời đất ơi, ai ngờ ông thầy cũng đi ngang, ông lấy hai chén bưng kia. Ví dụ vậy đó. Mà trường hợp đó hồi nãy là hơi có chút xíu cầu cầu, cầu được cái chén chè đó. Giờ đi tới rồi, vô cầu. Người ta ăn, mình khỏi ăn. Nhưng mà chưa chắc, chưa chắc là mình không có chén chè đó, mình không có chén chè khác. Nhưng mà thường thường mình hay xác định, chính cái hay xác định đó, đó nó làm mình khổ đó. Có nhiều khi mình mất cái này mà có cái khác nó ngon hơn sao. Bây giờ thường thường ta làm lạc của mình, ta hay đền cái quý hơn. Tới hồi đó đó, không sao cả, tôi cứ ngồi để tôi vô vi. Trời ơi, lát ra không phải cái chén chè của chúng ăn nữa, mà ở trên quý tôn đức hồi hướng xuống. Cho nên quý vị biết là có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đây là mình nói tu chứ thật sự ra đừng có bị cái chữ tu nó làm kẹt mình là phải Phật giáo mới được cái này. Không cần. Bất cứ ai muốn có được một cuộc sống thảnh thơi, gọi là lìa phiền não của xuất gia, tuy quý vị còn thân ở nhà nhưng quý vị vẫn có đời sống của người xuất gia, là ra khỏi cái nhà phiền não, ra được bữa nào vui bữa đó. Tại vì mình là những chúng sanh đang chơi nhảy trong cái nhà lửa đó, mà ông già mình không kêu hoài mình không ra, mình ở trong này vui gần chết, rồi cuối cùng ngài phải tìm cách này cách nọ đưa mình ra. Rồi bây giờ mình là những người ra được. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi thi vậy đó, vượt cái cửa nào thì mình mừng cái cửa đó. Đến khi nào mà mình vượt được ngũ môn thì tự cái chép thành ra con rồng. Cho nên người xưa ta hay tặng nhau con cá đó. Ai mà làm ăn đồ ta hay tặng con cá, cái hình ảnh con cá để làm chi? Con cá nó lướt, mà khi nó lướt được vượt hết ngũ môn, nó tới cái chỗ nó thành rồng. Mình hay nói là bao giờ cá lý hóa long đó, lâu lắm. Nhưng mà vượt được nó là mình thành công. Chứ không cầu gì mà mình cũng có. Thiệt sự ra hồi sáng này chú Phật tử mà giúp cho tu viện Tây Thiên xây dựng rất là nhiều, chú mới ngồi ăn bên cạnh đó, và lúc chú tới chú ăn sáng, chú mới nói cha giờ không biết tặng thầy gì. Mới nói không, chú chỉ cần tặng sức khỏe chú là đủ rồi. Thì bây giờ đại chúng cũng vậy, quý vị không cần làm gì cho Pháp Hòa hết. Cái quý vị nếu muốn tặng cho quà là nụ cười thảnh thơi và bước chân vững chãi của tất cả đại chúng trong suốt 10 ngày này. Pháp Hòa thấy chỉ cần thấy quý vị buổi sáng mà từ cái khu Khánh Hòa với Khánh Anh á, mà đi qua chánh điện mà quý vị đi im lặng đi từng bước thôi là Pháp Hòa đủ vui rồi. Không cần nói một lời nào hết. Tại vì mình đang cần là mình có cái chế tác, mình đang cùng nhau chế tác cái năng lượng bình an.
Còn cái năng lượng ồn náo là nó đầy dẫy rồi. Nếu mình ở trong này 1000 người mà từ cái hành động gì nó cũng rất nhẹ nhàng, quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. Pháp Hòa không biết nói làm sao để đại chúng hiểu thôi. Tại vì Pháp Hòa sống được với đó, hưởng được cái đó rồi. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng phải sống được như vậy, hưởng được cái đó. Chứ nếu không mà đi về rồi nó uổng lắm lận. Một mình mà mình im lặng đó là chuyện thường, bị có ai đâu nói. Bất quá tự nói mình. Nói trời ơi, ở có mình mà bụi đâu quá trời quá đất không biết. Mình cứ ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó. Nhưng mà mình mấy trăm người mà không nói, mấy trăm người mà không ồn khi lấy cơm. Xin lỗi đại chúng, người Mỹ họ tu tập nghiêm khắc lắm. Những khóa tu mà họ qua đi với người Mỹ 2000 người đi thiền hành không một lời nói, vô ăn cơm không một tiếng ồn. Người Mỹ họ tuân thủ luật, họ rất là nghiêm túc trong sự tu tập. Tại vì sao biết không? Họ nghĩ đơn giản thôi, tôi bỏ tiền ra tôi đi tìm cái này tôi học. Cho nên những cái khóa tu mà ở các nơi khác ta tổ chức cho người Mỹ là phải đóng tiền. Cái mục đích đóng tiền để làm gì? Để người Mỹ họ thấy rằng họ đã bỏ tiền ra để họ đi tìm cái đó. Cho nên cái gì mà họ bỏ tiền ra họ quý, họ phải ráng. Thí dụ có những cái lớp thiền người ta mở là trong vòng 3 tuần lễ. Nếu họ không đi, họ mất, đó là chuyện của họ. Thì họ nói trời ơi, giờ tôi đóng 100 đồng mà tôi đi 3 tuần lễ thiền mà tôi nghỉ hết tuần rồi, uổng quá. Họ phải đi. Cho cái mục đích của các cái khóa thiền người ta lấy tiền á, cũng vì muốn giúp cho những thiền sinh đó họ phải stick vô, họ phải dính vào cái sự tu tập. Thí dụ như mình nghe tiếng chuông báo dậy, mình không cần set alarm, vậy mà vẫn có một thầy đi ngang, một sư cô đi ngang báo cho mình thức. Hạnh phúc không? Niết bàn. Ở nhà đó ha, sáng mà đang ngồi ăn sáng là lát trưa ăn gì ta, mở tủ lạnh tới lui. Còn ở đây không cần mở tủ lạnh, không cần suy nghĩ gì hết, cứ lên nghe pháp buổi sáng 9:30, xong thời pháp 1 tiếng 15 phút rồi ra ngoài cái là beng 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 tới giờ đi ăn. Ăn xong rồi có nhiều khi khỏi rửa chén rửa bát, đứng dậy đi về phòng làm giấc. Cho nên nếu mà mình thấy rằng á, có những cái mình đâu cần làm gì mà mình vẫn vui. Thí dụ như quý vị ngồi tịnh, đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên sao mình thấy một cái niềm vui hoan hỷ. Có nhiều đêm á, khi mà đại chúng ngủ hết rồi, Pháp Hòa điên vòng, đi kiểm cửa, điên vòng, ra Quan Âm, ra Trai Đường vậy. Mà Pháp Hòa thấy yên lặng, đại chúng đi vào giấc ngủ, và cái không khí Tây Thiên nó yên tĩnh. Một ngày tu đã qua trong bình an, tự nhiên Pháp Hòa vui, mà cái niềm vui tĩnh lạc. Vì Pháp Hòa lo mỗi ngày, cho nên mỗi lần mà đi vòng vòng trên đất Tây Thiên là tâm nguyện Pháp Hòa luôn. Nguyện cho đại chúng mỗi ngày sống được an vui. Cho nên mỗi ngày tu mà đi qua ban đêm, xong một ngày kết thúc một ngày rồi, mọi người không có ai có một cái điều gì xảy ra hết, là Pháp Hòa vui ngày đó. Cho nên thưa đại chúng là có những cái đâu có ai làm gì, đâu có ai hòa cáp gì cho mình để mà gọi là vui. Nhưng mà chỉ cần thấy đại chúng tu tập, tại vì mình làm ra cái này mình muốn cho người ta tu tập, mà đại chúng về đây, đại chúng tu tập siêng năng cần mẫn vui vẻ, các thầy lên giảng mà đại chúng ở dưới này mà cười vui là Pháp Hòa vui vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng là giống như mình bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè. Có đôi lúc mình đâu thấy làm gì đâu, thấy con mình
nó ăn ngon, nó ngủ khỏe là mình vui. Nó đi làm về tới nhà an ổn cho mình vui. Thường 5 giờ nó về mà bữa nay 5 giờ rưỡi mà ổng thấy nó, mà ổng nó gọi cái bắt đầu mình sao? Mình lo. Thấy không? Vậy thì cái vô vi là gì? Là cái niết bàn, là cái trạng thái mà tâm không khởi bất cứ một lo lắng. Tâm không khởi bất cứ một lo lắng mà có niềm vui tĩnh lặng. Vô vi chi lạc. Con người thường là họ nghĩ vui là phải làm gì đó mới vui. Cho nên ngồi mình mà hỏi làm gì đó, trời chẳng ngấy ngồi mình đây nè. Nhưng mà mình nghĩ mình làm gì mới vui, chưa chắc là có cái người thứ hai, thứ ba tới mà đã vui. Nói hồi là có cây gỗ, nói hồi có xích mít, nói hồi có thị phi. Cho nên có những vị mà người ta vui với cái sự yên tĩnh của chính mình. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài cũng khẳng định cái điều đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thường độc hành là tôi thường đi một mình. Thường độc hành, thường độc bộ. Nhưng mà cái người mà đạt giả, tức là người mà đã đạt tới cái chỗ đó rồi, thì sao? Đi trên cái lộ trình của niết bàn, của vô vi. Cái thứ ba là gì? An ổn, vô an chi an. Vô an là chỗ không an mà mình lại an. Cho nên có cái đó. Cái này mình cần lắm ạ. Cái này mình nên thực tập cho nó có. Ở cái chỗ không an mà mình vẫn an. Tại vì sao? Tại mình quán vậy nè. Mình bỏ tiền ra mua cái vé 600, đi một ngày đường mới tới. Bỏ 10 ngày việc nhà, chưa nói là phải cúng dường nữa nha. Mà cúng dường là cúng dường tâm bảo là cái là chắc chắn là dự trù rồi đó. Còn lát vô trong đạo tràng mà cúng dường tình cảm nữa. Gặp thầy này thầy kia rồi mình có cảm mến, mình phát tâm cúng dường, hay là rồi mua quà mua cáp gì đó. Mình nghĩ ra là một cái khóa tu mình đi về chi nó cũng có. Nhưng mà nếu như mình để ra cái đó, cái phần tiền đó, mà mình đến rồi cuối cùng mình chỉ sống những ngày qua với phiền não, với buồn phiền, thì nó uổng lắm thật. Tại vì khi tâm mình an thì chốn chốn an, chỗ chỗ an, nơi nơi an, người người an. Cái quan trọng là mình. Cũng giống như mưa mà rơi xuống là cứ đồng đều, mà cây khô thì không lấy nước, cây to thì rút nước nhiều, cây nhỏ thì rút nước ít. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình là cái tâm vô vi thì cái chỗ này nó có bất an nhưng mình vẫn an. Tại vì sao? An vui nơi này, an khắp mọi nơi. Còn chưa nói, nếu mình đem cái nhẫn ra mình nói nữa. Nhẫn của mình là gì? Nhẫn thời tiết gọi là pháp nhẫn. Nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Đấy, mấy ngày nay quý vị ở đây là quý vị phải ứng dụng hai cái nhẫn này. Sáng thì nó lạnh muốn chết, trưa thì nó nóng muốn chết, chiều tối nó lạnh muốn chết, cả ngày cứ muốn chết không à. Rồi cái thì trời ơi lạnh kiểu này chắc chết. Đừng có lo, cái chuyện chết là chắc. Cho nên lo không lo thì cũng chết chắc. Không cần phải chắc chết. Vậy cái vấn đề là Phật đã xác định với chúng ta rồi. Mình sống với nhau, giữa con người với con người là phải có sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là nhẫn giữa con người với con người.
Mới đầu đăng ký là dành phòng rồi nha. Con ở với chị này nè, con ở với chị kia nè. Ở xong được 3 ngày hơi hối hận. Trời ơi, tôi đâu có nguyết bà dễ sợ vậy. Ôi cha, trong này nó nhiều thứ lắm. Bây giờ hát bài lầm thì tự mình nghe chứ đâu dám nói dài. Đó rồi, còn chưa nói là tôi không đăng ký với ai mà tự nhiên đẩy tôi vô với bà này. Thưa đại chúng, ban tổ chức xếp phòng cũng làm bằng tâm vô vi. Tôi có biết ai là ai đâu. Đưa tên bốn diệu. Đâu có nói diệu yếu. Đâu có nói diệu nào không thể leo. Trời ơi, tưởng sao đưa vô bốn cái diệu quặc. Diệu nào vô phòng chân cản con quặc. Rồi bây giờ bắt đầu kiếm chuyện đổi phòng. Tôi Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng ra nó biết rằng á, không có một cái khóa tu nào mà khâu nào mà không có rắc rối. Cho cái người làm việc mà không sanh nhẫn thì sao? Burnout. Tiêu rồi. Trời ơi, đăng ký khóa tu, tôi có biết ai là ai, tôi sắp 4 cục vô. Tôi có biết gì. Nhưng mà rồi mình cũng có khi mình không vui. Cái này Pháp Hòa nói bình thường, không có gì phiền hà đâu. Nói để đại chúng biết rằng cái người làm việc cũng phải có cái gọi là muộn phiền. Mình ở chung mình cũng phiền, người xếp đặt cũng phiền. Nói chung rồi người ta giữ, nhiều khi cái ban nấu ăn á, mua cái thùng rau để đó, ai dẹp thùng rau của họ mất tiêu. Tới hồi tới giờ nấu, họ kiếm không có thùng rau là bắt đầu họ mọc râu rồi. Là phải đi lo chạy. Mà giữa rừng này không lẽ hái cỏ vô luộc. Rồi quý vị thấy cái trai đường, nó đâu phải là cái trai đường gọi là professional đâu. Một năm là 20.000 cái liều đó. Cái tiền mướn cái liều đó một năm là 20.000. Mà hôm nào mà nắng ráo á, thì các cô hành đường khỏe. Mà như mà bữa nào mà mưa một cái là nước nó vô, thì phải đứng làm sao? Quét. Xin lỗi, quét nước không phải quét khách đâu. Ngày hôm qua giông gió là các anh em là phải chạy đôn chạy đáo hết tất cả nơi chốn để làm sao điều phục những cái, cứ vị biết cái liều dây đó mà cái giông bữa cách đây 1-2 ngày nó tốc hết cái cột lên. Các vị phải đi chỉnh đốn nó lại. Không phải đơn giản. Rồi mình từ xếp cái phòng như thế này, từ đưa đón như thế này, rất rất là nhiều. Có khi danh sách sơ sót, đông quá sơ sót. Rồi có khi là ra gặp, sẵn xe đón luôn. Đón luôn rồi cái người thứ hai người ta ra, định đón người này, đứng hoài không có khách. Đi về với một cục quê. Rồi có nhiều khi người ta hẹn với nhau, người ta đi, mới đầu người ta nhờ mình đón. Xong rồi cuối cùng người ta không nhờ mình nữa, người ta có người thân đón mà người ta báo mình nghe. Rồi mình phải đi kiếm người ra đón, cái người kia người ta phiền, người ta nói trời biểu tôi ra đón, tôi đổ đường ra mà rồi không có. Thế là mấy cái chuyện đó toàn là thầy trụ trì không à. Để làm gì? Thầy làm thầy vuốt. Mấy đạo hữu trong ban vận chuyển làm thầy mời. Mà hãy rắc rối cái chuyển qua thầy, để thầy gì biết không? Thầy làm to ông thầy vuốt. Thôi đạo hữu ơi thông cảm đi. Thôi thương thầy thông cảm đi.
Cho nên riết cái thầy bá nghệ. Nói như vậy không có phiền hà gì hết, chỉ đó chứng minh cho đại chúng thấy cái gì gọi là cái bất an. Không phải là ở chùa là nó an. Cái quan trọng là mình hành xử sự việc. Dù nó bất an cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái thon của mình hạ xuống là nó an thôi. Cho nên đó, cái người làm việc cũng vậy. Cái âm điệu của mình đó, nếu mình nói bằng cái cao giọng, mặc dù có thể tâm mình không xấu, nhưng mà cái thon đó, quý vị người Mỹ họ quan trọng cái thon đó mà. Nói tiếng Mỹ là phải đúng âm, đúng điệu, nó mới diễn tả ra được cái ý nghĩa đó. Hồi đó Phá Hoà mới qua Canada, rồi cái mẹ Phá Hoà mới làm đồ ăn cho cái bà caretaker của cái apartment đó, tặng bả cho bả vui mà. Cái bả qua bả học tiếng Việt, bả nói come on, come on, cảm ơn á. Mà Phá Hoà nghe là come on, come on, tưởng đó là bả hối bà già. Nói mẹ, mẹ làm lẹ lên đi, lẹ lên đi, bả hối á. Nghe người ta nói tiếng Anh cũng bập bẹ, cũng sổ tiếng Anh, đúng lúc lắm, nhưng mà không đúng chữ. Cái ông đó, thằng Pháp Hoài nhớ, thằng bạn nó ngồi trước vậy nè, muốn lợi nói với nó là excuse me, tức là xin tránh ra, cũng muốn nói cho đúng điệu lắm nha, lời dỗ dai, tap on his shoulder, kiss me Mark. Nó ngó lên, what? Why you want me to kiss you? Nhiều khi một cái chữ what của mình thôi mà nó làm cho người ta hiểu cái chữ what đó khác à. Thật ra cái âm điệu của mình, thật ra người tu của mình á, là cái người tu là cái người có cái phát nguyện tuệ minh. Tuệ minh sát là một thứ thiền, gọi là tuệ minh sát, thiền quán mà mình đi theo sát cái tâm tư của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Có một hôm á, có cái vị đó tới mà không biết làm sao mà danh sách sót đó, thì bước vô thì cái cách mình nói nó cũng hơi làm cho người ta hiểu lầm mình là không khe người ta tới. Phá Hoà cảm nhận được cái vị đó bực, mặt đỏ lên hết. Thì Phá Hoà đang đứng đó đó, thì Phá Hoà mới nhỏ giọng xuống. Phá Hoà xin lỗi. Nói một hồi thì mình thấy bắt đầu từ từ trắng trở lại. Thật sự ra cái đó không có hay gì hết á, tại mình cũng hay đỏ kiểu đó lắm. Tại vì vị thấy khi mình tức giận lên mà mình không nói được á, cái mặt mình nó đỏ, máu mình nó lên. Nhưng mà nếu ai lỡ mà bị tăng xong đó, lúc đó là ghi vô sử á, Phật tử đó an tường thị tịch qua một tay biến mạch máu do một cơn giận. Thật sự ra những lúc như vậy Phá Hoà quán chiếu á, Phá Hoà quán chiếu về cái chữ sân mà Phật nói đó. Đại chúng nghĩ là sân á, là khi nào mình nổi giận đùng đùng, mình tức tối lên mới kêu là sân, đúng không? Không, cái nghĩa đó chưa xác. Khi mà chúng ta nổi giận lên mặt thành tiếng, thành lời mà gọi là sân đó, cái đó là cái quả rồi. Bất cứ lúc nào mình khởi một cái tâm chống lại cái điều người ta nói, lúc đó gọi là sân hết. Nhưng mà lúc đến cái khi mà nó phừng lửa lên trên mặt mình, đó là cái, nó là cái thai nghén. Cái lúc mà mình, cái lúc mà mình bực bội, mình có cái ý mình chống lại đó là sân rồi đó. Rồi đến khi nào mình nổi lên trên mặt đó là nó bắt đầu là cái quả của sân, chứ không phải lúc đó gọi là sân.
Cho nên ví dụ như là mình đói bụng muốn chết luôn mà ra tưởng đâu có cơm ăn, mà không có cơm mà mình hơi bực là biết nhận diện liền đây là sân. Chứ đừng có nghĩ rằng á tôi có làm gì đâu mà sân. Không, chữ sân của Đức Phật nói là nó sâu lắm. Bất cứ giây phút nào mà tâm chúng ta khởi lên cái niềm chống đối với bất cứ một cái điều gì, phiền não bất cứ không thích một cái điều gì, ngay giây phút đó đều là sân hết. Tham sân si nó đều có cái diễn, cái tiến trình của nó. Cho nên tại sao trong cái quán nguyện bữa ăn mà có cái câu là xin nhớ nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tham, sân si. Sân si là có thêm vô đó. Chứ cái câu nguyên chữ Hán là tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Bởi vì người ta muốn nói thẳng tới cái vấn đề là khi mình ăn, khi mình ăn thì cái gì nó thể hiện qua ba cái độc, cái tham. Tại vì trong đó có một cái gọi là tham gì? Tham ăn. Thấy cái gì ngon là mình ăn nhiều, rồi mình mất miếng ăn thì mình tức giận lên. Cho nên chư tổ nói thẳng tham đẳng vi tông, nghĩa là cái tham là cái cội gốc. Như bây giờ diễn đạt ra bằng một câu tiếng Việt thì còn muốn nói rõ để cho đại chúng thấy là xin nhận diện và chuyển hóa. Cho nên sự sân si của mình không tội, vì nó là đứa con của mình, nó là đứa con của mỗi con người chúng ta, nó là đệ tử của mỗi phàm phu chúng ta. Mình tưởng mình đi vô chùa mình tu, mình không có bưng ba đứa đệ tử đứa thi theo à? Có hết. Có điều là mấy ngày nay đứa nào nó ngoan hiền để nghe lời mình, phải không? Còn đứa nào mà nó không ngoan thì nó cứ chồi lên. Mà nó chồi lên là mình phải là ông thầy niệm chú Kim Cô cho nó nhức đầu nó. Cho nên á, bát giới ngộ không ngộ tịnh á, là tham, là sân, là si. Đường tăng là mỗi con người chúng ta. Chúng ta là một vị đường tăng, là một con người phàm phu bình thường đấy. Nhưng mà mình có ba đứa đệ tử, ba cái hình thù kỳ dị, ba cái tánh tình kỳ cục. Mà khổ nổi nó đòi theo mình mới chết chứ. Mình đi đâu nó đi theo đó, nó phò mình đi thỉnh kinh. Cho nên quý vị đi Tây Thiên thỉnh kinh nè. Lặn lội đường xa tới đến đây để thỉnh kinh nè. Và ba cái đứa đệ tử đó nó đi theo mình nè. Nhớ làm sao cho nó gặp được Phật Tổ, để mà Phật Tổ khai hóa nó, cho nó thành đạo hết. Tuy nó chưa thành A-la-hớn, nhưng ít nhất cũng thanh văn duyên giác, hay là ít nhất cũng tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Là cái quả mà mình đã nhập được vào dòng thánh rồi. Như mấy ngày nay vậy đó. 5 giờ sáng là quý vị dậy, mà 5 giờ 45 là thấy phía này, phía kia, phía kia, phía nọ, cùng một dòng trở về đây, trở về chánh điện. Và 10 ngày này mình ở đây là mình đã nhập vào dòng thánh và đi nghịch dòng đời. Cho nên có thể người bạn của mình ta gọi mình, ta nhắn tin hay là gì đó, ta hỏi thăm, ta biết mình đó, đi chùa rồi. Chùa mà tu gắt củ kiệu 10 ngày. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, trời ơi sao cái chị đó, cái anh đó làm cái chuyện ngộ, đi làm cực cả năm để dành tiền cả năm mà không đi hưởng thụ, mà lại đi vô trong chùa tu ăn chay cực khổ, 5 giờ sáng hành xác tới 10 giờ chiều, 10 giờ tối. Y như cái kinh mà sắp sửa quý vị sẽ tụng trong vài ngày tới. Có một vị thầy tu trẻ đang tắm ở một bờ hồ thì được một cô thiên nữ hiện xuống và hỏi thầy. Tuổi thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh, thầy còn trẻ đẹp, lẽ ra giờ này thầy phải đang tận hưởng cái vui của thế gian, tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú thế gian mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Phi thời là nè, lẽ ra giờ này mình đang ở Punta Cana
hay là Mexico hay là ở đâu đó, mà tại sao lại đi về một cái chỗ mà sáng nắng chiều mưa thế này? Đây là lạc thú phi thời đối với những người thế gian. Thì cái vị trẻ kia nói, tôi không có là người đi tìm cái lạc thú phi thời đâu, mà chính tôi là người đi tìm cái lạc thú chân chánh đó chứ. Vị thiên nữ mới hỏi là sao? Đức Thế Tôn dạy, cái lạc thú phi thời, cái lạc thú thế gian, tuy có vị ngọt, nhưng vị ngọt rất ít, mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi không bao nhiêu, mà cái hại thì cả thúng. Hồi sáng này có một em nữ, nó đi dự khóa tu, từ cái khóa tu mà thanh thiếu niên nó ở dài cho tới khóa tu này, mà nó cứ đi theo mấy cô mấy bác nó phụ vậy đó. Sáng nó ngồi nó vắt nhân chè sữa nước với lại bốn cô Phật tử. Pháp Hòa lại nói, con thời sáng nó phụ Pháp Hòa đi chở thức ăn cho quý thầy quý sư cô. Nói, con ở đây con vui không? Nói, dạ vui. Con muốn đi làm sư cô không? You want to become a nun? Pháp Hòa mới nói đó, you don't want to become a nun, you become a mother. A nun more freedom, a mother more job, more work. You don't believe me, you ask these four mothers. Trời ơi, cô nào nói, cô ơi khổ lắm cô ơi. Pháp Hòa chỉ chị Phật tử, nè cái chị này 80 tuổi rồi đó. Mà thật sự chỉ mới có năm mấy. Bây giờ phải giữ cháu nè. Mà thiệt sự nhiều khi mình suy nghĩ, hồi xưa mình còn trẻ mình đi làm, một ngày 8 tiếng còn khỏe hơn bây giờ mình làm bà. Bây giờ làm bà nội bà ngoại mình còn cực hơn hồi xưa 8 tiếng. Hồi xưa đi làm 8 tiếng về ngủ thôi. Bây giờ là mình phải trông cháu, nó thức giờ nào mình thức giờ đó. Rồi nó không ăn mình phải đút, phải lo đủ thứ đó. Thương cháu hơn thương con. Thế qua nói đùa như vậy. Thì ở đây á, cái vị thiên giả đó hỏi cái vị tu sĩ trẻ kia, thì vị tu sĩ trẻ đó mới nói rằng hết giờ rồi. Nói nữa thì vị ngọt rất ít. Thưa đại chúng, là cái bài nói chuyện này chưa xong. 8 cái vô cầu mà giờ mình mới có 2-3. Bữa khác mình nói nữa.